cho tôi. Thái Điền đi chung đoàn Pháp 12. Đâu là Thái Điền đâu, nghệ sĩ Thái Điền. Rồi vô nghe bài ca Võ Đông Sơn, Bạch Thu Hà kính đến Tam vị Thánh Tổ gửi tặng quý vị nghe. Bắt chú Hà, bắt chú Hà, mau đâu
Rồi mời quý vị ủng hộ trà pháo tay cho nữ nghệ sĩ Hồng Hạnh nghe, quý vị ơi vỗ tay lên. Kính thưa toàn thể quý phòng khách đã đến tham dự buổi dỗ tổ truyền thống quê hương. Xin cảm ơn toàn thể vị đã chút thời gian đến đây ủng hộ cho Trung Tâm Lâm Hồng Hạnh và các anh chị em. Cũng xin chúc toàn thể quý vị được nhiều sức khỏe, ăn khai thịnh vượng, đây là ăn phát tài. Xin cảm ơn rất nhiều. Sau đây ông Hạnh xin hát cũng một bài tổ, cũng xin chung hát chung với anh Vũ Linh Tâm. Đây, Vũ Linh Tâm ở đây, Vũ Linh Tâm, nó nãy giờ ngồi nãy giờ. Cho tổ mình hát chung, cúng tổ cũng người đánh toàn thể cô bác anh chị một bài thân tổ không em ăn bài mới chứ sợ cái bài nó tâm trợ giúp cái bài mới sáng tác mới luôn bài mới đó hát xong quên nghe chỉ giọng cái hát bài gì luôn